Dạ con cảm ơn bác, con xin hỏi câu cuối ạ. À. Thưa bác, chùa Hoàng Pháp thường xuyên tổ chức đám cưới trong chùa, thường xuyên đem ca nhạc cải lương vào biểu diễn trong chùa, như vậy đây có phải là một trong 84 ngàn pháp môn trong giáo lý mà thường tọa thích chân tính học được không ạ, à, thưa bác? <laughs> đúng rồi. Về 84 ngàn pháp môn tu nó có cái này, thì người ta tu rất đúng, không sao đâu. Thì người ta ca nhạc rồi, rồi kêu người âm nói chuyện nghe thì đúng rồi, vì đây là là, là không biết pháp môn thứ mấy đó, nhưng mà chắc cũng lẽ là pháp môn thứ chục ngàn vậy đó. Thấy không? thầy là ông nói vậy là đúng. Có nghĩa là nếu mà áp dụng 84 pháp môn tu, cái gì cũng đúng hết. Còn nếu áp dụng 6 pháp môn tu, phải rõ ràng. Tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú và thiền tông. viễn nào qua giáo lý hết là mới đúng. Còn nếu mà 84 ngàn tu là đúng. Là đúng theo 84 ngàn Cúng, cầu an, cầu siêu, cầu gì cũng có hết Kể cả bóng đá, bình luận Rồi đám cưới, đám hỏi, đám vỗ, đám quải gì cũng được hết Nghe không? Rồi hỏi tiếp đi Dạ con đã hết câu hỏi rồi ạ à. Con xin cảm ơn bác nhiều ạ à. Rồi cảm ơn con hỏi